Xin chào các bạn, mình là Thảo, mình là tư vấn bán hàng tại Tota Pháp Vân. Là ngày hôm nay mình xin gửi đến các bạn một chiếc xe. Chiếc xe tên là Yaris. Dòng xe này là dòng xe nhập khẩu của Thái Lan. Hiện tại bây giờ thì dòng xe này có giá là 650 triệu đồng. Tuy nhiên thì trong tháng 8 này, dòng xe này đang được hỗ trợ rất là lớn. Thì để biết chương trình giảm giá như thế nào thì quý vị vui lòng liên hệ qua số điện thoại của Thảo. Thảo sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng tối đa. Hiện tại bây giờ dòng xe này có rất là nhiều màu. Ở đứng đây thì nó có một cái màu cam. Tuy nhiên thì có những cái dòng màu khác như là màu đỏ, màu trắng, màu bạc, màu xanh. Những cái dòng này thì phù hợp với tất cả các chị em phụ nữ. Nếu như mà chị em nào mà có nhu cầu tham khảo về thêm dòng xe Yaris nữ hoàng, dòng xe nhỏ này thì hãy liên hệ qua số điện thoại của Thảo 0986066208. Đặc biệt nếu như mà muốn trả góp thì có thể hỗ trợ tối đa 90% giá trị của xe, và chỉ cần giải ngân trong 3 ngày là bạn đã có xe để đi rồi. Rất là phù hợp. Thảo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.